Xin chào tất cả các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một chủ đề, đó chính là người ấy sẽ nhớ bạn và liên lạc với bạn ngay khi mà bạn có thể làm được điều này. Video này sẽ phù hợp với những ai, với những người mà đối phương người ta chán mình quá, người ta không muốn liên lạc với mình, thậm chí là người ta muốn kiểu chia tay với mình, thì bạn hãy xem video này để khiến cho người ta nhớ bạn, người ta có cái khao khát, động lực để quay lại với bạn nha. Trước khi đi vào nội dung của video thì bạn hãy nhấn like, nhấn subscribe để có thể xem được những cái kiến thức mới nhất về tình yêu nha. Bước đầu tiên sẽ khiến cho người ấy nhớ bạn, có động lực và muốn quay lại với bạn ngay ấy, đó chính là bạn sẽ chấp nhận là mất người ấy, chấp nhận là không có người ấy tạm thời ở trong cuộc sống của bạn. Ví dụ người ấy muốn chia tay thì bạn hãy đồng ý với sự chia tay đó. Nếu như người ấy không nhắn tin, không liên lạc với bạn thì bạn hãy dừng lại và tạm thời không nghĩ đến người đó nữa. Mình biết cái điều này là rất là khó, bởi vì khi mà một người kiểu người ta chán mình, người ta không muốn liên lạc với mình, thậm chí người ta muốn chia tay với bạn, thì bạn sẽ có một cái tâm lý là không muốn mất người ta. Thậm chí cái người đó thực sự là cũng thực sự không quan trọng với bạn. Đấy, đôi khi người đó không hề quan trọng với bạn, nhưng mà bạn vẫn muốn níu giữ, bởi vì bạn không cam tâm để cho người đó kiểu bỏ mình. Mình không cam tâm bị người khác ruồng rẫy mình, nên mình mới có một cái nhu cầu là cứ muốn níu giữ người ta. Người ta không muốn nhắn tin gọi điện với mình thì mình càng muốn nhắn tin gọi điện với người ta. Thì trong cái tình huống này thì bạn hãy có một cái tâm thế là tạm thời hãy chia tay với người ấy. Ở trong tâm tưởng của mình phải có một cái suy nghĩ như này: cái thời gian này cũng là cái thời gian thử thách tình yêu của mình. Nếu như người đó thực sự yêu mình thì chúng ta mới có thể đến được với nhau. Còn đâu nếu như trong cái thời gian thử thách này mà người ta có người khác, hoặc người ta không còn yêu mình nữa, hoặc là người ta vẫn đối xử và không tốt với mình, thì mình cũng biết đấy là cái nhân duyên. Và mình biết rằng mình xứng đáng nhiều hơn thế. Khi mà bạn có cái tâm lý như thế này ấy, thì đảm bảo bạn sẽ vượt qua cái giai đoạn đầu tiên này một cách dễ dàng. Bởi vì đôi khi vượt qua cái giai đoạn này ấy, cũng cần cái sự bản lĩnh của bạn nữa. Sau cái bước 1 thì đến cái bước 2 thì các bạn hãy im lặng nhá. Khi mà bạn đã đồng ý, bạn đã chấp nhận chia tay rồi thì bạn phải im lặng và bạn tuốt lại bản thân. Trong cái giai đoạn thứ 2 này thì bạn hãy làm những gì mình muốn, làm những gì mình thích, hoặc có những cái điều gì mà mình cảm thấy trong cái mối quan hệ đó mình vẫn kiểu như là mất nhiều thời gian quá, và bây giờ có thời gian là bạn tự chăm lo cho bản thân mình và tự yêu lấy bản thân mình. Đôi khi các bạn cứ nghĩ rằng chỉ con gái mới nên yêu bản thân mình, nhưng mà đàn ông cũng vậy. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng cần phải nghĩ đến bản thân mình đầu tiên. Bởi vì khi mà bạn biết yêu thương bản thân mình ấy, thì bạn sẽ biết cách yêu một người là như thế nào. Còn khi mà bạn không biết là mình cần yêu bản thân mình như thế nào, thì cho dù bạn yêu một người, yêu nhiều người, bạn vẫn đau khổ. Cái bước thứ 3, bạn tiếp tục im lặng cho đến khi người ấy liên lạc với bạn. Bởi vì sao? Bởi vì điều đầu tiên của cái sự im lặng này nó rất quan trọng, nó làm tăng giá trị của bạn. Điều thứ hai của cái sự im lặng ấy, đó là họ qua cái thời gian, họ có thời gian, họ sẽ quên đi những cái quá khứ không tốt về bạn. Ví dụ bạn gieo cho người ta những cái thứ đau, hoặc là bạn cho người ta những cái cảm xúc khó chịu, thì trong cái thời gian im lặng này ấy, thì nó sẽ xóa hết được những cái ký ức không tốt về bạn. Bởi vì không có bạn ở đấy. Nếu như mà bạn cứ suốt ngày bám với người ta, suốt ngày gọi điện cho người ta, thì cho dù bạn cho người ta những cảm xúc tốt thì người ta cũng không có thích bạn đâu. Nhưng mà một khi im lặng thì cái sức mạnh tuyệt vời của sự im lặng, người ta sẽ quên đi những cái ký ức không tốt về bạn và sẽ nhớ đến bạn. Bước thứ 4 sẽ là người ấy nhớ đến bạn và liên lạc với bạn, đó chính là bạn phải thực sự kiên trì trong cái việc im lặng này. Cái việc mà bạn im lặng này ấy, thì nó lại là cái cuộc đấu trí. Nếu như mà bạn thắng thì bạn sẽ được yêu,
được trân trọng. Còn trong cái cuộc đấu trí này ấy, nếu mà bạn thua thì bạn chính là người thua cuộc, bạn sẽ chả có cái gì. Người ta sẽ không tôn trọng, không trân trọng, và bạn cũng không có được tình yêu tốt đẹp, cái tình yêu mạnh mẽ từ người ấy. Mà đôi khi nếu mà bạn bị thua cuộc ấy, thì người ta dù có quay lại với bạn, họ đồng ý yêu bạn, nhưng mà tình cảm ấy nó cứ nhạt nhẽo, thậm chí người ta lại bảo chia tay tiếp. Thế nên là có những bạn ấy, trong cái tình huống này, các bạn thỏa hiệp, các bạn đồng ý quay lại luôn ấy, thì các bạn quay lại, xong sau đó một thời gian chán lại chia tay, xong lại quay lại chia tay, nó cứ theo một cái vòng luẩn quẩn như vậy, và cuối cùng là các bạn chia tay thật. Thế nên là mình bảo cái giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng, bạn phải im lặng cho đến khi người ta phải có cái sự đầu tư về thời gian, cảm xúc và tình cảm của người ta, chứ không phải là người ta nhắn mỗi một cái tin là dạo này anh thế nào, hoặc là dạo này công việc của anh ổn chứ, ví dụ như vậy. Nếu mà một cái câu mà bạn thấy nó không có sự đầu tư, hoặc đôi khi người ta chỉ bảo anh ăn cơm chưa, anh đang làm gì đấy, ví dụ như vậy, thì đó không phải là một cái câu mà chúng ta cần phải trả lời. Nếu bạn trả lời thì trả lời, còn không thì mình cũng không cần phải trả lời những cái câu hỏi như vậy. Nếu như cô có cái sự đầu tư hơn, một cái tin nhắn dài hơn, chất chứa tình cảm hơn, và người ta có cái sự thấy hối lỗi ấy, vì người ta đã đối xử với bạn. Đôi khi ấy, sau một cái thời gian các bạn im lặng người ta, bạn không liên lạc với người ta nữa ấy, thì người ta sẽ cảm thấy rằng hay là mình có lỗi với anh ấy, hay là mình đã quá đáng với anh ấy rồi. Đôi khi con gái sẽ có một cái tâm lý như vậy. Thì cô sẽ phải có cái sự đầu tư tình cảm, ít nhất là phải có sự đầu tư tình cảm, không thì người ta thấy rằng hay là mình đã đối xử nó không được tốt với anh ấy rồi, nên là anh ấy chán, anh ấy buồn đấy. Khi mà bạn làm được cái điều này, để chờ đến khi cô phải đầu tư tình cảm vào cái tin nhắn đó thì bạn mới nhắn lại, điều đó thể hiện rằng trong cái cuộc đấu trí này bạn đã gần chiếm phần thắng rồi. Nó còn thắng hơn nữa khi mà bạn nói với cô ấy được cái câu này và bạn làm được điều này nha. Khi mà cô đã đầu tư công sức tình cảm cái tin nhắn rồi thì bạn hãy nhắn lại với cô ấy như thế này: em ạ, tình yêu ấy là một cái thứ rất là thiêng liêng. Khi mà mình nói yêu ấy thì mình phải có trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình, chứ không phải là thích thì mình bỏ, thích thì mình chán. Nếu như em thực sự không có thích anh thì em hãy nói ra là bây giờ em không thích anh, em không muốn ở cạnh anh nữa, để anh đỡ phải hy vọng. Bởi vì trong tình yêu ấy, nếu như mình cứ lừa dối người mình yêu ấy, thì mình mang một cái nghiệp rất là lớn, và anh cũng không muốn là mình mang cái nghiệp như vậy. Nếu như em thực sự mà trân trọng cái tình yêu này thì chúng ta mới nên quay lại, còn đâu nếu không thì chúng ta hãy dừng lại ở đây. Sau đó nếu mà cô ấy rất là khẩn khoản, cô muốn quay lại, cô muốn bắt đầu lại từ đầu ấy, thì bạn có thể nói với cô ấy rằng bạn cần thời gian để xem tình cảm của chúng ta dành cho nhau đến đâu, qua một cái thời gian để bạn thử thách người đó, để xem cái tình cảm của người đó dành cho bạn như thế nào, và cũng xem là tình cảm của hai người dành cho nhau đến đâu, cũng là để nói rằng bạn cũng cần phải xem rằng cái tình cảm của mình có nhiều cho cô ấy không. Đó, để khi đó cô ấy cũng phải nỗ lực, cô ấy sẽ có cái động lực để mình phấn đấu, mình thể hiện với anh ấy, để cho anh ấy biết tình cảm của mình như thế nào, để từ đó chiếm lại cái tình cảm của anh ấy nữa. Thế nên là cái giai đoạn này cực kỳ quan trọng. Khi mà bạn làm được những cái điều mà mình vừa chia sẻ ở trên ấy, thì đảm bảo là khi các bạn quay lại, tình cảm của các bạn rất là thắm thiết, và các bạn ngày càng yêu nhau nhiều hơn theo thời gian nha. Trong cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn thử thách tình yêu của các bạn. Các bạn đừng nghĩ rằng trời ơi, sao tình yêu của mình nó toàn xảy ra những cái biến cố như này, biến cố kia. Những cái điều đó xảy ra để thử thách tình yêu của các bạn, để xem là người đó có đủ yêu bạn hay không. Nếu người đó không đủ yêu thì mình hãy dành tình cảm cho một người thực sự xứng đáng hơn nha. Các bạn ơi, trên đây là những cái chia sẻ của mình, những cái bước để mình có thể khiến cho người ấy nhớ bạn và muốn liên lạc với bạn ngay nha. Nếu mà các bạn muốn kết nối với mình, các bạn có thể vào trang fanpage có tên là Thu Thảo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.